người đẹp Linh Chi gà cũ của ông bầu Vũ Khắc Tiệp mới share một đoạn clip ngắn quay lại chính mình trong trang phục sexy. Thanh xuân thoải mái tự tin nhất đó là cái toàn thân này. 10 năm sau sinh cũng phải giữ cái toàn thân này với tôi ơi. Không cần được tập thể dục, không nhất thiết phải đụng dao kéo hút mỡ hay bắt ép phiên bản thân phải giảm cân, phải nhịn ăn hay có cơ chế này cơ chế kia, đủ những kiểu để được ốm. Cứ ăn yên, cứ vui mừng trải nghiệm mọi thứ ở hiện tại của phiên bản thân, không sân si, không mưu lợi, an lạc vui mừng sống. Nghĩ thôi là lòng lại cứ vui vui, lân lân, cứ như một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Rồi người mệt lại là Lâm Dinh Hải vì suốt ngày phải chăm sóc cho một đứa trẻ lớn đầu như mình, cô viết. Trong clip, Linh Chi mặc một bộ đồ bơi điệu đà, khoa được tầm vóc nóng bỏng, nhất là dòng eo con kiến sexy nóng bỏng của cô. Rất nhiều lời khen ngợi đã được gửi đến người đẹp. Phản ứng của Lâm Dinh Hải khi Linh Chi quay clip sexy. Tuy nhiên, điều đáng để ý nhất trong clip lại đó là hành vi của Lâm Dinh Hải ở phía sau. Trong lúc tình nhân đang tự quay clip sexy trước gương, thì Lâm Dinh Hải dùng gối để phá bỉnh. Khi được hỏi về hành vi của khách hàng trai, Linh Chi trả lời khá vui mừng, ông quỵ đó chị, ông phá em đó chị. Thời điểm bước đầu đến với nhau, Linh Chi và Lâm Dinh Hải bị ném đá vì cho rằng nam vũ công đã phụ tình người vợ Tào Khang để đi theo tình mới trẻ đẹp. Vượt qua toàn bộ những lời chỉ trích, rèm pha của dư luận, họ vẫn kiên quyết bên nhau. Trong một bài phỏng vấn được triển khai năm ngoái, Lâm Dinh Hải cho thấy hiện tại cả hai đang có ý định sinh con trước lúc kết hôn. Cách đây không lâu, Linh Chi cũng bật về việc cả hai đã chính thức đăng ký kết hôn. 3 năm một chặng đường, ở tuổi 31, đăng ký kết hôn là đưa ra quyết định to con nhất trong hơn 30 năm cuộc đời mình. Cũng là tất cả những gì phụ huynh và mái ấm gia đình mong mỏi. Không biết là phúc hay họa nhưng lòng đã quyết thì không hối hận, Linh Chi viết.